là khối đào tạo, khối phát triển và khối đầu tư. Ở khối đầu tư của tôi thì gồm tất cả những cái chuyên gia rất là nổi tiếng như là tiến sĩ Lê Duy Hiếu hoặc là Leo Võ Thái Năng, đã là một cái nhà phát triển có tiếng trên toàn thế giới rồi. Cho nên là các chị khi mà tham gia vào trong WeSay thì sẽ nhận được cái kiến thức là học tập về những cái thực chiến rất là lớn. Và tiếp theo của anh là khối đào tạo. Ở đây thì chúng ta sẽ có 24 buổi đào tạo và đã được đóng gói sẵn. Nếu mà các chị khách mời của chúng ta muốn trải nghiệm ở những buổi đào tạo sau thì xin mời các chị ai là người bạn của mình, người khách mời, các chị khách mời hôm nay có thể gửi thư mời cho tuần sau để có thể trải nghiệm được cái 24 buổi đào tạo tại WeSay của mình. Và cái phát triển ngoài ra thì WeSay sẽ chú trọng vào kỹ năng leadership để giải phóng lãnh đạo. Và tiếp theo WeSay của mình đó là khối phát triển. Ở đây khi mà các cộng đồng mới ra mắt thì đâu đang nằm trong khối phát triển của WeSay, để có thể WeSay của mình ngoài những cái quận trong thành phố Hồ Chí Minh của mình thì trong năm nay WeSay sẽ trải rộng trên khắp lãnh thổ đất nước luôn, và trải rộng trên 60 tỉnh thành, và đặc biệt gần đây nhất thì sẽ là tỉnh đầu tiên là ở vùng miền Tây của mình là Cần Thơ. Nếu như mà các chị chúng ta có mối quan hệ ở tại Cần Thơ thì hãy chia sẻ những các mối quan hệ chất lượng của mình tại Cần Thơ đúng không ạ? Dạ. Và đây có phát triển thì đứng đầu có phát triển của chúng tôi là cố vấn cấp cao và lấy dạ, và có hơn 3 tỷ lượt xem trên mạng xã hội và có 1 triệu subscribe. Dạ. Và trên WeSay có phát triển của chúng tôi thì đặc biệt là trên nền tảng online rất mạnh, cho nên các chị là doanh nghiệp ở đây sẽ được học những cái kiến thức về trên online. Và đây là 13 cộng đồng sau khi mà chúng tôi chỉ 1 năm ra mắt thôi mà đã thành lập được 13 cộng đồng, và chắc chắn rằng sau 1 năm nữa thì chúng tôi sẽ có mặt trên khắp 64 tỉnh thành của Việt Nam. Dạ, đây ạ. Và tiếp theo một cái khối rất là hấp dẫn tại WeSay Việt Nam của chúng tôi đó là khối đầu tư. Nếu như các chị chúng ta có một cái số tiền ngàn nổi và chúng ta muốn đầu tư vào dự án chất lượng tại WeSay của mình thì ở đây chúng tôi có những cái ban chuyên để hoạch định dự án chất lượng để giúp cho các chị chúng ta có tiền mà chúng ta đầu tư một cái nơi chắc chắn hơn. Còn đối với chúng ta, nếu chúng ta làm một cái chủ doanh nghiệp mà dự án chúng ta có tiềm năng phát triển thì đồng đội của chúng tôi là WeSay hơn 500 doanh nghiệp sẽ bỏ vốn vào cho các chị. Và mỗi chủ doanh nghiệp ở WeSay Việt Nam của mình chỉ cần bỏ vô người khoảng 20 triệu, 500 thành viên là bao nhiêu các chị? Dạ, dạ cũng khá khá để mình có thể bắt đầu được mình khởi nghiệp đúng không ạ? Dạ. Và đây giám đốc có đầu tư thì là có chị Ngô Hiền và cùng với một số các anh chị chuyên gia, và đặc biệt anh Nhật Anh là bên đào tạo cho bên có đầu tư của mình. Dạ, và anh Nhật Anh thì em biết là để có được kiến thức đào tạo cho các chị đây thì anh mắc hình như là vài chục tỷ đúng không ạ? Dạ, vài chục tỷ để có những kiến thức cho chị ngày hôm nay tại cộng đồng WeSay của mình. Thì khi mà các chị chúng ta có đủ kỳ ba chân thì khối phát triển sẽ giúp cho các chị chúng ta là phát triển doanh nghiệp, và khối đầu tư sẽ giúp chúng ta là giải phóng lãnh đạo. Các chị có muốn là doanh nghiệp của mình ở nhà vẫn hoạt động mà các chị đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới không ạ? Dạ có không ạ? Dạ, các chị cho em chạm tay ạ. Và cuối cùng là khối đầu tư sẽ giúp cho các chị chúng ta trở thành một người doanh nhân thực thụ. Ở đây các chị nào có chắc chắn rằng mình chính là một người doanh nhân mà khi mà một người doanh nhân thực thụ ở đây thì thời gian họ sẽ không cần để vận hành doanh nghiệp nhiều, và ở đây tiền về đều mỗi tháng. Dạ, và doanh nghiệp ta vẫn chạy, khi đó chúng ta mới trở thành một doanh nhân thực thụ và doanh nghiệp chúng ta phải là ngàn tỷ các chị. Dạ, thì chỉ có ở đâu, ở WeSay Việt Nam thôi ạ. Và phần chia sẻ của Đông đến đây là hết. Cảm ơn quý chị đã nghe. Sau đây xin mời bật lại cho chúng ta đã. Vâng, xin cảm ơn.